Ok, xin chào nông dân. Rồi, em chào anh, em chào tất cả cô chú bác anh chị em trong nhà mình hôm nay. Chỉ có nông dân em giống như nha. kịch ngao sổ của anh á, Ừ. nhớ không? Nông dân nhớ kịch ngao sổ của anh không? Bắt ngao không? Ê, trùng Dạ. sò chứ, trùng sò chứ, À. quýnh thì quýnh mẹ đi, đừng có chọn chọn lao. Cứ nhắc nhắc hoài sao không chọn đó, thì nó cái này nữa, nó thì nó khoái cái vụ mà Đức Thánh Trần đúng không, cái bọn ba que xỏ lá của tụi nó là khoái khoái Đức Thánh Trần lắm, nó mang Đức Thánh Trần qua tới bên Cali bển, nó dựng tượng ở bển mà nó thờ đấy. Nhưng mà nó mở miệng ra nó chửi người trong nước là dân quá rừng rú. Vậy mà không biết, em không biết nó học lịch sử đó, nó học cái đoạn nào, chắc nó quên à. Nó quên là Đức Thánh Trần có lần bàn với cả cái hội nghị Diên Hồng là phải sao, chơi cái trò gì giường không nhà trống, dời kinh đô đi lên rừng đấy. Vua còn phải đi lên rừng mà, tới khi quân Nguyên nó qua thì kinh đô lúc đó là sao, kinh đô trống lỏng không còn thứ gì hết, gạo thóc thức ăn thực phẩm rồi à, trâu bò heo gà vịt các thứ gì mang theo được thì mang theo lên rừng lên núi, còn cái nào mà mang theo không được quỷ quỷ hết, một cây mì ở trên đường đi cũng phải quỷ, một cây chuối trên đường đi cũng phải quỷ. Lý do là sao, tại sao phải quỷ, để cho quân Nguyên nó qua tới đây thì cái đòn lương lương thực của nó đi sao, đi không có kịp đòn lương thực để mà cứu cho quân, để diện để quân nó ăn là nó không cần cái đòn lương thực đi theo kịp, tại chở nặng sao theo kịp, còn quân tác chiến là nó gió ngựa mông cổ nó đi nhanh lắm, nó qua chủ yếu là nó phải cướp trước, nó cướp bóc của dân làng của mình nó ăn trước rồi á, quân lương của nó đi tới nó ăn sao. Trận đạo đón trước biết trước, dời hết kinh đô lên rừng, ba lần đánh giặc Nguyên Ngông dời kinh đô lên rừng, nó thờ ông Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở bên bển. Trời, lúc nào mở miệng ra cũng Đức Thánh Trần thế này, Đức Thánh Trần thế kia. Vậy mà nó quay lại nó chửi người trong nước dân quá rừng rú. Mẹ nó, trời ơi trời, Đức Thánh Trần ổng mà nghe được chắc ông giận, ổng bẻ cổ nó quá anh, em nghĩ vậy á. Thiệt á. Ổng với mày nói vậy là mày nói ai? Mày nói con dân Việt Nam người trong nước mà dân quá rừng rú mà nói ai? Tao đó, tao cũng ba lần cũng dời kinh đô lên rừng vậy mày. Cái vua cũng phải lên rừng ở mà. Sao mà giờ nó quay lại nó chơi dân trong nước mình văn hóa rừng rú. Thiệt là tình. Anh em mình ở đây là mình gọi là mình lên cái không gian mạng này để mình góp tiếng nói thôi. Chứ còn cái chuyện mà sự thật nó như thế nào nữa thì cái chuyện đó đó có an ninh ở sân bay họ lo rồi. Đúng Em rồi, nghĩ nếu phải giải quyết những cái thành phần nào nó được đi về phép và xuống ra mà vào, thằng 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 đây rất phạm đó là nó đi về đi qua lại Việt Nam rồi nó xuống đó mà ừ đó, nó thì cái bản cho chất nó nó là là bản chất nó thì chúng ta nhận diện thì quá rõ thôi. cũng như là hôm Cái gì rồi nữa có một đây? cái thằng nào em nhớ nè, em nhớ có một trận nào có cái thằng cái gì Nguyễn Nguyễn nè, cái gì Nguyễn đó mà về cũng làm ấu đả ì xèo rồi bị đánh luôn, rồi xong rồi sau đó rồi mình bắt bắt rồi xong rồi cũng trục xuất cũng đuổi về thôi chứ mình cũng đâu làm gì người ta đâu, nó về là cố tình là gây náo loạn luôn mà. Cái thằng đó cái gì Nguyễn nè cũng trẻ lắm, có lên trên chương trình thời sự luôn cũng dân mà liên kết với bọn ba que xỏ lá đó, về chọc máy quê hương đất nước tôi mắc cười chứ. Cái nó nói cái câu này, nó nói là tại anh mới trả lời nó là Nam Kỳ mà cộng sản ghê quá hả, vậy mới ngộ chứ, vậy mới chứng chứng tỏ rõ ràng là cái chế độ trước đây là ba que xỏ lá là đúng hay sai. Ừ? Ba que xỏ lá Đúng chế độ rồi. Việt Nam Cộng Hòa trước đây nằm ở đâu, nằm ở miền Nam mà, tại sao những thằng nó gặt ghi tiếng miền Nam như tao vậy nè mà tao không ưa vậy.
đưa ra một cái câu coi là cái lăng ở tỉnh đâu thông thông minh ừ bởi vì coi là cái ăn ở hay không hai yeah. Lam mà cơ tổ tiên cơ tổ tiên tụi bay về coi lại cái lăng ở quá cái gì mấy que con thì bởi vậy nói chuyện với mấy que con á nhiều khi cũng vui mà nhiều khi nó thật ra tụi nó chẳng có gì nhưng mà kiểu mình thấy mình giống như kiểu mà cứ con ruồi nó cứ bu hoài làm nhục nhột mình khó chịu phải không, mấy que con thì chán lắm, nói chuyện mấy que con thì chán lắm mẹ. Mới về kêu quan thầy dạy lợi coi, học thêm quan thầy mà dạy chiêu nữa coi, thí dụ như là lên trên gì lên trên cái vệ tinh thuốc cái trời má chụp hình xuống trời ơi bây giờ quá trời rồi nha, nó xâm lược Uran dữ rồi, bây giờ nó kéo đoàn xe tăng dài mấy chục km rồi chụp hình xuống đưa truyền thông thế giới la làng lên. À, yeah. Còn là nhạc hơi không, hai ba bữa sau người ta chì nhạc hơi người ta đem cắt nhạc hơi cái gì nhạc hơi cái gì nông dân với mọi người biết biết cái con Ngọc Hứa không, con Ngọc Hứa là cái con que con đó con nó chống chống cộng cũng kinh lắm á, nó nói à, đúng nó, lên nó đưa đài đưa đài cái clip mà nói luôn nó không ra hơi đó à, nó đưa cái clip mà tưởng cái clip gì tức là trò chơi game á, trò chơi game mà cái cảnh mà vai trực thăng mà lính cầm cái tên lửa vắt vai Tiger để bắn rớt trực thăng á, ôi trời nó mừng quắt đuôi ông nội, nó mừng quắc đuôi nó ăn ta tút nó bảo là ừ nghe là cái gì đó đi trực thăng tới chỉ làm là một cái vật chơi để cho lính Udena bắn rơi chơi. bị Ngọc Lan với Du Nam vô, Ngọc Lan nó ủa chị ơi chị không nhận ra được đó là game hả. Còn Du Nam bảo kêu chứ thôi em nói với mấy que con làm gì nó ngu bỏ mẹ nói. Quá chán thiệt cái trời. Nè nói nhiều khi mình ngồi mình liên tưởng là trời trời thì chứ 47 năm rồi mà cái bài của ông quan thầy ở bên kia ngồi giật dây cho mấy thằng con mấy thằng lính ở dưới cũng giống mấy cái bài hồi xưa mà qua Việt Nam mình tuyên bố gì sẽ đưa Việt Nam Hà Nội gì trở về thời kỳ đồ đá hả. Đồ đá đưa đâu không biết rồi sao ai ngờ về tới đồ kỳ đồ nhôm luôn nhôm. À về đồ kỳ đồ nhôm xài nhôm xịn không trời trời như Mỹ đó chứ không giỡn đâu ghê thiệt chứ. Tuyên bố hùng hồn tuyên bố ghê đó. Nói thật ra nhiều khi đây là một cái bài mà em thấy em cũng mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình à, mấy cái thằng mà nó hô hào nó la làng lên nó nói em đang bị ăn hiếp anh ơi binh em với cứu em với, thật ra mấy thằng đó nó đang kiếm chuyện với người ta không chừng đó, bây giờ phải coi cho kỹ mới được, coi cho kỹ mới được chứ nhiều khi nó ăn dạ đó. Bây giờ nó khăn dầu lên giá là nó cũng đổ thừa tại Nga nữa đó, tại Nga làm cho xăng dầu lên giá đó. Trong khi hồi đó kêu cấm vận người ta không chơi chung với người ta rồi giờ xăng dầu lên giá cũng tại Nga, hiểu nổi luôn rồi đó đi đè xâm lược Việt Nam mình ha. Cái vấn đề mà em nói vấn đề mà thảm sát Mỹ Lai đó, ở làng Mỹ Lai đó đó hồi đó có ai biết không ta, mà sau này hòa bình lập lại rồi đó thì đó là cái tội ác đó ai làm vậy đó, mà bây giờ cũng dẫn cái bài y chang vậy, qua bên Ukraine cũng dựng lên cũng làm thiệt mạng dân thường, rồi ngay cả những người ta dân người ta trốn ở trong nhà vô cài cửa lại cho bích đó, lính Nga phải phải lợi để mà đập cái tầng bê tông đó để mà cứu những cái người bị cài kẹt ở trong tầng hầm ra, công nhận thiệt vậy đó, mà nó nói tội nghiệp Ukraine phải cứu Ukraine, trời ơi là trời không hiểu nổi luôn. Mà có cái điều thế này, em nói điều thế này, cứ mấy anh chị mà lên trên mạng đó mà nghe không biết bên đâu thật bên đâu giả đó thì cứ lên BBC tiếng Việt đó, lên Việt Tân, hễ tụi nó nói cái gì tụi nó nói thằng nào sai
thì có nghĩa là thằng đó đúng, mà nó nói thằng nào đúng là thằng đó coi như chết quá rồi đó. Nó bình theo mà nó, chừng nào mà nó nói Ukraine sai là coi chừng Ukraine đúng đó. Vậy đó, ngay cả mấy bà que cũng vậy, vô trên lên trên mạng này nè, em nói vợ kết bạn chỉ cần lựa thằng nào mà AQ nó chửi ok, lựa thằng nào mà AQ chửi là giờ chơi chung đã được, vậy đi cứ ngã chung à, AQ mà nó khen là tránh tránh anh đã ra, AQ mà nó khen thằng nào thì tránh anh đã ra, ai mà được ba que khen thì rồi nên tránh, nó khen là chết á trời ơi. Thôi em là em thấy có nhiều cái cũng là một cái bài học để mà ở đời để mà sống. Với một cái thêm cái nữa, em nói năm nay mình cũng đỡ đỡ chút ít tuổi rồi, không biết mình cái máu này, cái máu gọi là máu nghiện nè, nghiện 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 phay nè, nghiện mạng xã hội nè, rồi nó kéo dài thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa, rồi lúc đó đó nói chuyện hết nổi hết ra hơi rồi, lỗ tai rồi nghe nó cũng tiếng được tiếng mất rồi á, là cái đầu óc á, thì cái CPU á, nó cũng đã chậm rồi, nó quay 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 3-4 vòng nó mới phân tích được câu, lúc đó là leo lên ba que nó dắt mũi chạy vòng 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 vòng, lúc đó được kỳ nữa đó. Chứ em thấy có nhiều cái tình trạng vậy đó, cái CPU chậm rì rồi mà lên nó thị thiền đau lòng một cái chỗ á, là em thấy mấy cái thằng ba que xỏ lá đó, nó cũng rất là tài tình ở cái chỗ nó lợi dụng được những người từng mang danh là bộ đội nè, ha. Có những anh là mang danh là bộ đội nè, có những anh mang danh cựu chiến binh nè, đó nó đem mấy người đó ra, mà nếu mà anh em mình mà có đấu khẩu với những người đó đó thì nó nói sao, à, tụi mày dám chửi dám động phạm tới những người từng có công trong cuộc kháng chiến này nọ nọ kia, tụi mày xúc phạm những người lính này nọ nọ kia đó, nó khôn không, khôn ghê lắm. Cho nên nghĩ mà mấy anh mấy chú mấy bác nào mà cảm thấy cái CPU của mình chạy hơi bị chậm rồi đó, phân tích hết kịp rồi đó, thì em nghĩ là cũng nên nghỉ hưu cho con cháu nó nhờ. Chứ thật sự cái sự mà hăng say chiến đấu của mấy chú mấy bác cũng rất là tốt, nên ở nhà thúc giục cho tụi con, ừ bài mưu tính kế, ừ và tụi mày phải đánh ở trận này, tụi mày phải đánh như vậy, trận kia đánh như thế kia thôi, chứ còn xông trận ra ngoài là để tụi con. Chứ trời ơi, ổng á thì hồi xưa là 20 năm trước 40 năm trước ổng chạy dữ lắm, nhưng mà giờ 40 năm nay mà ổng cầm súng ra mà ổng đi tiến đầu nữa thì chẳng khác nào tốn thêm 2 thằng nữa, đúng không anh? Ổng mà lên tiếng đầu là mình tốn thêm 2 thằng nữa, đang dắt giọng á. Cái này á, bởi vậy bây giờ nói vậy cũng khó nè, bởi vậy nó cũng khổ. À, nếu như mà nói thẳng ra đó thì nó động chạm, nó cũng khổ. Nhưng mà thật sự đối với chú á, đối với chú nhất thì chắc có lẽ có một ngày nào đó con sẽ xin được diện kiến chú. Chú cũng ở gần bên con thôi, con chú cũng chắc dách thôi, chứ không cha đâu. Còn con thì con thấy có nhiều người á, họ còn chậm chạp, họ đã vào cái tuổi mà gọi là, nói chung là họ, con không biết nói sao, từng là người chiến đấu, từng tham gia vào lực lượng của bộ đội mình, rồi sau đó bây giờ lại tham gia vô cái vấn đề đấu tố lẫn nhau, tham gia vô đấu tố lẫn nhau mà đứng về phía bên là ngã quy mới chết, khổ đời. Con nghĩ là chú thì chắc chắn là chú không có theo phe nào AQ rồi à, tham gia đấu tố lẫn nhau mà lại đi theo phe cái thằng ba que mà lên mà nói thế này, trời ơi ba que giờ có gì đâu, có gì để cho nhà nước lo, có gì để cho an ninh lo, có gì thì công an lo, còn mình lên đây mình chơi thôi. Trời ơi là trời ngồi thị thiền cho nó chửi là cái bầy khỉ Trường Sơn, tức ối máu luôn. Nhưng mà con lên đó, nếu mà con nóng nảy quá thì thành ra xảy ra cái tình trạng gọi là văn quá rừng rú đó, cho nên con không dám à. Rồi là thôi thì mình cũng tránh ra, cho nên vợ nói tự nhìn rồi tự nhận, nói gán vài hôm
rồi tập lần lần ăn là bớt nghiện cái phay này lại chút. Nếu chứ nhiều khi không gài phay nó con chết mấy cái phay cũng cái tội, cũng ngứa mỏ ngứa miệng nè, báo cáo lụm hết trơn cái cậu rồi làm phay mới cũng bị dính do ngỡ chung chung nó do ngỡ ơi đúng luôn vậy ơi. Rồi vậy em nãy nói hồi nói có ý nữa xuống rồi kéo thêm chút, ngồi kéo thêm chút. Bye bye nha. Ok, cảm ơn đồng dân rất là nhiều nha. Dạ, chào.